Một con không luộc, còn sáu con luộc, xong rồi là để ba con đến giờ. Tôi tắm tôi tầm tôi mới khẻ qua kha khẻ tắc. À, được rồi, ở đây bao nhiêu lâu con không nói được, cháu mới về Bắc Sơn mấy ngày chứ còn nói được. Tắm con tang đi để lên đường đi. Có 5 tờ rồi. Ok, 5 tờ rồi. Còn lại thì tùy tâm đi. Kệ nó, cứ bảo nó cứ cho xong mâm. Tùy tâm đi đường đi đấy bao nhiêu. Chào thầy Thụy. Chào anh Thụy, anh ơi hôm nay làm ở đâu anh? Ở cái ngàn này nhìn nó dài hơn cô nhỉ. Đẹp trai mà. Chấp nhận là thầy già. Các nhà già như ông già. Đang làm thế là bản cao.